quay trở lại của Nhật Bản. Tôi đến đây là kênh cầu treo dây băng liên tục nhiều nhịp lớn nhất và trên thế giới. Còn nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài là công trình sử dụng tất cả những thiết bị tiên tiến nhất thế giới và là nhà ga hàng không hiện đại nhất của Việt Nam. Qua công trình này đưa vào khai thác, sân bay quốc tế Nội Bài sẽ là sân bay đầu tiên ở Việt Nam được kết nối với một loạt các tuyến đường cao tốc từ Nội Bài, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và quốc lộ 18 từ Hà Nội với Quảng Ninh. Cả ba công trình quan trọng này vừa được Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước cho phép đưa vào khai thác từ ngày qua. Phát biểu tại buổi thị sát, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc các công trình lớn và hiện đại nhất của đất nước được đưa vào sử dụng vào những ngày cuối năm 2014 này có ý nghĩa rất lớn. Dự kiến các công trình này sẽ được khánh thành và đưa vào sử dụng vào sáng ngày hôm nay. Thủ tướng đánh giá cao và chính phủ Bộ Giao thông Vận tải đã nỗ lực rất lớn để hoàn thành cầu Lê Tân và đường nối cầu Lê Tân với sân bay Nội Bài sau 4 năm thi công và nhà ga T1 sau 3 năm thi công. Đây cũng chỉ tạo nên dấu ấn ở cửa ngõ phía bắc thủ đô Hà Nội và các chỉ đạo từ các bộ ngành đề nghị Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu quy định việc đào tạo nhân viên để khai thác tuyệt đối an toàn và thực hiện công năng của nhà ga T2, đồng thời ứng dụng các công trình này để xây dựng công trình bổ trợ và hỗ trợ cho người dân phải di rời khỏi những nơi khác nhằm khai thác hiệu quả công trình một cách hiệu quả. Sáng nay tại Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức tổng kết công tác báo chí năm 2014.